chào các chị, mọi người thấy mẫu đầm em đang mặc trên người nhìn có quen không? Là đợt trước bên em đã có về một lô hàng như thế này rồi, nhưng mà về rất là nhiều, mà tại vì hàng hot quá cho nên các chị đặt nhiều, em bên em là không còn hàng để bán cho các chị nữa. Và ngày hôm nay thì bên em lại về lại cái mẫu này, và là về một cái số lượng cực kỳ lớn cho các chị luôn. Những chị nào mà đợt trước mình chưa đặt hàng cái mẫu này được á, thì hôm nay về lại cái màu đỏ đô như thế này nè. Chị nào mà ưng cái này thì nhanh tay nha, chứ không nó lại hết hàng nữa ha. Đầm này thì các chị chắc là sẽ quen thuộc rồi, màu caro, chất vải kaki lụa rất là đẹp luôn. Form sẽ cứng cái đầm nha. Những chị nào mặc vô nó xòe, tạo một cái đồ xòe rất là xinh. Chị nào mà hơi thấp người thì mình về có thể cắt ngắn cái này lên cũng được. Em cao 1m60 thôi các chị, mình mặc cái này vẫn rất là ok, không có sao ha. Em sẽ phối thêm một cái thắt lưng nè. Thắt lưng trong này thì bên em cũng có bán kèm luôn, nhưng mà cái này nó sẽ riêng chứ nó không có đi kèm với cái đầm nha các chị. Và phần vai nó sẽ có cái bo chung, các chị nào muốn mặc đẹp vai thì mặc, còn không thì mình sẽ kéo lên như thế này, rất là đẹp đúng không? Rồi quay đằng sau cho mọi người xem nè. Caro hiện tại là cái họa tiết đang rất là nổi trong cái mùa này các chị. Các chị mặc cái đầm này đi tiệc cũng được nè, đi dạo phố hoặc là đi du lịch chụp hình lên nhìn nó rất là nổi luôn. Các chị có thể rất là nổi bật giữa đám đông. Mặc một cái đầm xòe có thể che được khuyết điểm rất là nhiều, che được những chị nào có cái vòng ba hơi lép nè, mặt nó sẽ che được luôn, nó sẽ tạo cảm giác nó đầy đặn hơn. Cộng với là những chị nào có bụng, nó sẽ che được bụng cho các chị ha. Cái phần bo trong ngay eo nó sẽ có co giãn luôn nè, nhưng mà em thắt lưng rồi cho nên các chị nhìn tạm giùm em nha. Và một màu duy nhất các chị ưng cái này thì gửi ngay mã sản phẩm, em để ngay phía dưới clip này nè các chị.